chú với con. Johnny, Johnny, bác sĩ ơi, con hắt hơi ư vâng bác sĩ. Uống thuốc đi con ơi, sao thế ông? Sẽ thấy tốt hơn nếu con uống thuốc. Cảm ơn bác sĩ. Johnny, Johnny, vâng thưa cô. Đọc sách phải không thưa cô? Vâng. Tốt lắm con yêu, sao thế cô? Giúp bé thông minh khi con đọc sách. Cảm ơn cô giáo. Johnny, Johnny, vâng bố ơi. Con ăn sô cô la. Vâng ba ba, chớ có ăn sô cô la sao ba ba? Sô cô la không tốt đâu, đây là một quả táo. Cảm ơn ba ba. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ. Con đang ngu ư? Vâng thưa mẹ. Tắm rửa đi con, sao thế mẹ? Sẽ tốt cho con trước khi con ngủ. Con thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn mẹ. Chúc ngủ ngon. Theo dõi để xem nhiều hơn. Kem, chú với con. Yay! Yeah!